Nhận định bóng đá Oman với Việt Nam vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào, tạm đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Những trận thua liên tiếp dù không phải kết quả bất ngờ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt với rất nhiều sức ép. Trận thua Trung Quốc cách đây vài ngày có lẽ là thời điểm mà cầm quân người Hàn Quốc nhận lấy nhiều lời chê bai nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiến rất gần tới điểm số đầu tiên, điểm số lịch sử của đội nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã thừa nhận sai lầm trong quyết định thay người của mình. Tuy nhiên, những chỉ trích không chỉ dừng lại ở một vấn đề như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn ra bài toán làm mới đội tuyển Việt Nam. Cả về nhân sự lẫn lối chơi, từ cuối năm 2019, nhưng ông vẫn chưa có lời giải bài toán làm hài lòng người hâm mộ bằng thành tích và màn trình diễn trên sân. Không những vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn bị chê là bảo thủ. Dư luận có lý do để đặt ra câu hỏi khi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tin tưởng vào những cầu thủ có phong độ không tốt trong thời gian gần đây và kiên trì với lối chơi phòng ngự có quá ít sự biến hóa. Sự cầu toàn của ông Park khiến đội tuyển Việt Nam bối rối trước một đối thủ không có gì đặc sắc về lối chơi như Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng chính ở trận thua cách đây vài ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bước ra khỏi vùng an toàn khi xua quân lên chơi sòng phẳng với đối thủ. Đội tuyển Việt Nam thủng lưới liền hai bàn khi đang mải mê dâng cao, nhưng màn trình diễn của Quang Hải và đồng đội khi dám chơi tấn công trước Trung Quốc đã mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ qua từng trận đấu. Lý do quan trọng nhất là việc thầy trò Park Hang-seo biết được rằng mình phải đối mặt với điều gì và có thể làm được những gì trước các đối thủ với độ khó và phong cách chơi bóng khác nhau là Ả Rập Xê Út, Australia và Trung Quốc. Đó là giá trị của sự trải nghiệm, đội tuyển Việt Nam cho thấy khả năng học hỏi và thích ứng rất nhanh chóng với sân chơi đẳng cấp nhất của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, để giành được điểm số đầu tiên thì không chỉ cần có sự cải thiện, mà sự chuyển biến ấy phải được thực hiện một cách phù hợp vào đúng thời điểm. Điều này phụ thuộc vào khả năng quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Oman là đội bóng đứng gần đội tuyển Việt Nam nhất nếu xét theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đại diện của Tây Á đang đứng thứ 3 tại bảng đấu nhờ vào chiến thắng gây sốc trên sân của Nhật Bản ở trận ra quân. Giống như đội tuyển Việt Nam, Oman gây khó dễ cho các đối thủ nhờ khả năng phòng ngự tốt. Do vậy, cuộc đối đầu đêm nay sẽ là một màn so kè về mức độ lì lợm và thử thách sự tập trung của cả hai đội. Trận đấu giữa Oman và đội tuyển Việt Nam có thể diễn ra trong thế giằng co và chỉ một khoảnh khắc mất tập trung là đủ định đoạt thắng hay thua.